Xin chào quý vị và các bạn đến với video mới nhất của kênh là TK Bonsai. Và hôm nay kênh có đến chợ Hy An và có review số cây kiểng nha bà con. Mến chào bà con đã ghé thăm kênh LTK Bonsai nha. Thì lúc 12 giờ trên kênh em xin giới thiệu đến tất cả bà con mình một số cây kiểng đa dạng nhiều chủng loại. Thì như hổm gài thì em cũng giao lưu khá là mạnh nha. Như nguyệt quế bonsai, một số cây me, chua, mai chiếu thủy và một số cây mẫu đơn. Và ở phần cuối clip thì tụi em giao lưu với bà con mình phần đôn chậu để bà con mình trang trí cây kiểng thêm phần khang trang trong mùa dịp Tết nguyên đáng ha. Mã này là mã số 0B, ngày hôm nay là ngày 7 tháng 1 2022 nha. Nguyệt quế lá xoắn hoa chùm rất là già cây, bonsai nghệ thuật ha. Cao này em báo từ đỉnh tới mặt chậu là 96. Rất là già cây nha bà con, nuôi được một cây như thế này cũng khá là lâu năm ha. Cây này thì đang xử lý chuẩn bị cho ra hoa nha. Bà con mình về cứ chăm sóc giữ ẩm giùm em là cây nó sẽ tán ngang ở trên tốt. Tán ngang ở trên này 69. Cốt cành lớn ha bà con. Cây này hiện tại đóng cũng rất là khó ha. Đảm bảo chi tay an toàn cho cô chú anh chị mình đến tận nhà nha. Em đo hoành tại vị trí này nha. 30. Tổng dòng đế ha. Tổng dòng đế như thế này em đo với bà con mình là 115. Đó, và hiện tại cây này do lớn bầu nên khi đi em sẽ để chậu lại nha. Bó bầu cho bà con mình. Với một phần cái chậu này nó không thích hợp với cây cho lắm ha. Bà con mình về sang cái chậu kiểu sẽ tăng giá trị và đẹp hơn lên rất là nhiều nha. Và cây này em giao lưu với bà con mình toàn quốc giá 2.700.000 đồng. Ship tới nơi. Và số điện thoại liên hệ đặt hàng của em là 0939 700449 ha. Mã số 1B là một cây linh sam sông Hinh da me ha. Tụi em đã lặt lá cho cô chú anh chị mình hết trơn rồi nha. Đó, cái dạng xương cho bà con mình thấy rõ ha. Dày đặc nha. Cây này có chiều cao tương đối là 34. Hiện tại em lặt lá như thế này khoảng từ 5 đến 7 ngày sau là cây nó sẽ hỗ trợ cho ra thêm lá non và kèm theo nụ hoa nha. Tổng tán như thế này em đo là 64. Dàn xương dày như thế này mình nữa sẽ cho một cái dàn nụ ha, khá là rực rỡ ha. Hoành thân này em báo với bà con mình là 28. Đó, chuẩn xác cho bà con mình ha, 28 hoành thân. Cây cũng có đế nha. Bà con mình nữa sang chậu thì moi thêm một ít nó vẫn được ha. Mã số 1B. Em giao lưu với bà con mình toàn quốc giá 1.800.000 đồng không chậu nha. Linh sam sông Hinh da me. Chỗ em ở hiện tại là khu vực Thái Hòa, phường Thái An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Mã này là mã số 2B. Cũng là linh sam sông Hinh da me luôn ha. Cây này có chiều cao tương đối là 31. Tổng tán như thế này là 57. Đế cây khá đẹp ha. Em đo thân. Em đo thân xiết thẳng lấy 26 nha. Trừ hao. Mã số 2B. Em giao lưu với bà con mình 1.700.000 đồng. Mã số 3B. Cây mai chiếu thủy. Đây, cây này em đo chiều cao cho bà con mình là 34. Ngang như thế này là 48. Cái này là da xanh lá lớn nha bà con. 3B ha. Đó, cây này rất là đẹp nha. Em đo tổng bệ như thế này là 42. Khá lớn ha, cây cũng có đế ha bà con. Em giao lưu với tất cả bà con mình 1.300.000 đồng cho mã số 3B ha. Mai chiếu thủy da xanh lá lớn. Ship đến tận nơi và bà con mình được đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán ha. Cây có gặp bất cứ vấn đề gì thì liên hệ về số điện thoại của em là 0939 700449 để giải quyết vấn đề nha. Mã số 4B. Cây me ngọt nha. 51 là chiều cao. Tổng tán như thế này em đo là 79. Hiện tại cây rất là già cây nên bà con mình chăm cây đủ sức nó sẽ cho trái nha. Vàng lá lên ấm rồi ha. Thân cây thì khá là quái nha. Đây, quanh thân này em báo với bà con mình 14. Mã số 4B. Cây me này là me ngọt ha.
Em giao lưu với bà con mình 1.700.000 đồng, không bao gồm chậu và tiến hành bó bầu khi vận chuyển nha. Mã số 5B. Cây này là cây me luôn nha, me này là me ngọt luôn ha. Củ đế khá là quái, cây già lắm nha bà con. 40 là cao. Cây dáng bay ha, rất là đẹp. Tổng tán của cây là 75. Và hiện tại me chua này, cây me này thì khi nhận về nhà thì cây nó sẽ dễ bị rụng lá ha. Bà con cứ để trong mát, tưới nước, giữ ẩm giùm em hàng ngày là cây nó sẽ phục hồi sức lại rất là nhanh nha. Dòm củ đế rất là quái ha. Thân cây. Thân cây em đo tại vị trí này ha, 15. Còn phần trên đây thì lớn hơn, 20. Củ đế luôn nha. Củ đế em đo 44. Này già nó chóc à? Dạ, cái này là hiện tượng già cây của cây me ha. Toàn bộ me già cây đều bị chóc da và hiện tại nó cũng đã đang xử lý lại nha. Làm lại da mới, 5B, giá cây này là 2 triệu đồng. Giao lưu toàn quốc cho bà con mình không bao gồm chậu ha. Và hiện tại những cái cảnh bên em đi đều có đắp thêm một dừa và tưới Atonis, nên bà con mình về chỉ cần sang chậu và tưới nước bình thường thôi, khỏi cần thích kích rễ gì hết. Đây, cây này là cây me chua nha. Me chua này có chiều cao là 48. Me chua này dáng lông ha. Đó, bà con mình cứ để trong mát tưới nước, lần nữa chồi non nó sẽ cho ra y như vậy nha. Em đo tán nha. Tán như thế này là 40. Và hiện tại những cây này khi đi thì tụi em sẽ tiến hành ép tàn để tránh gãy ha. Quanh thân tại vị trí này em đo là 13. Củ phần ở dưới đây em đo là 22. Và giá giao lưu cây me chua miền Tây này ha, ship tới nơi cho bà con mình có giá 700.000 đồng cho mã số 6B ha. Bà con mình lưu ý nhớ mã nhớ ngày giùm em nghe để tránh gửi sai cây ha. Tại vì một ngày em có thể lên một clip nên bà con mình hơi ấy, nên để ý mã số giùm em. 70 là cao của cây me chua này nha. Tổng tán em đo 50. Hiện tại chiều cao và hoành thân là đo chính xác nha. Còn cái phần tán thì tụi em sẽ ép khi đi vận chuyển ha. Có gì bà con mình về bẻ lại nên kích thước nó sẽ không như ban đầu ha. Nó hơi nhỏ hơn tí xíu nha. 15 là hoành thân ha. Chỗ này em đo nữa. Hôm nay có rễ, khỏi đo dưới nha. Đó. Rồi cái này em giao lưu với bà con mình ha, 800.000 đồng cho mã số 7B. Và cũng hỗ trợ ship đến tận nơi cho bà con mình ha. Do mùa dịch hơi căng nên cây nó sẽ đi chậm so với tiến độ 1-2 ngày ha. Nên bà con mình có gì thông cảm giúp em nha. Cây này có chiều cao là 56. Cây này cũng có dáng co lắc luôn ha. Bà con mình dòm kỹ giùm em nha, tại cái nhánh nó mọc ra khá là nhiều. Rồi, tổng tán như thế này em đo là 52. Này bà con mình về, em để mấy nhánh này về cho bà con mình chỉnh sửa uống thêm. Còn thì tụi em sao thì quay làm sao thì điên vậy nha. Đó, cái phần đế này ha. Em đo chỗ này nha, 35. Đây là một cái vết lũa chóc da đang liền lại nè ha. Rồi em đo cái thân đặt ở trên đây nha. Như thế này ha, 15. Giá giao lưu cây này em bán cho bà con mình là 750.000 đồng. Hỗ trợ phí ship đến tận nơi, mã số 8B. Còn mã 9B. 9B cây này cũng là me chua luôn. Cây này có chiều cao tương đối là 58. Tổng tán ngang là 50. Me này nhắc lại là me chua nha bà con. Mã số 9B, clip của ngày 7 tháng 12 tháng 1 2021. Quanh thân tại vị trí này đo chuẩn xác, siết thẳng thước dây 16. Phần dưới này em đo là 23 nha. Mã số 9B, giao lưu 750.000 đồng luôn, ship đến tận nơi cho bà con mình ha. Mã số 10B, cây này là cây ổi tàu nha. Ổi tàu, ổi kiển ha, cây hiện đại đang cho trái nha. Cây này có chiều cao là 42. Phơm tán dày ha. Thân co lắc. Đó. Tổng tán này em đo với bà con mình là 60. Mã này là mã số 10B nha. Đây, hiện tại ở trên thân nó có một cái vết chóc da này do nắm nắng nha. Từ từ cây nó sẽ liền lại nha bà con. Đây, 18 là hoành thân. Đây, cái này đang mọc trái nè ha. Củ đế phần dưới đây thì cũng còn khá lớn nha. Mã số 10B. Giao lưu với bà con mình 2 triệu đồng ha bà con. Ổi tàu bonsai không bao gồm chậu ha.
Mã số 11 đây là linh sam siêu hoa ha. Cây này có chiều cao là 50. Hiện tại cây đang trong quá trình hoa, có còn hoa nha. Tán ngang 50. Hoa linh sam thì rất thơm vào buổi sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều thì hoa vẫn nở nhưng không thơm ha. Mình thân tổng em báo tại vị trí này bà con mình dòm dùm em là 22. Đó, bệ đế này ha. Cây sẽ càng có giá trị và đẹp hơn khi bà con mình sang cái chậu kiểu khoảng chừng trăm ngoài ha, là sẽ khác liền nha. Rồi em giao lưu cây này giá 750 ngàn đồng nha. Do vận chuyển đường xa nên tụi em sẽ hạn chế để chậu cho bà con mình. Nhưng hôm rồi em cũng có giao lưu nhưng mà nó hơi bị mẻ vỡ nên thôi em không có giao lưu với bà con mình ha. 33 là cao. Tán như thế này em đo là 52. Đây là dòng linh sam siêu hoa nha. Đó, dòng kỹ đường thân thì cây nó rất là già. Và hoành thân này em báo là 13. Đế này ha. Thôi đế này khỏi đo đi, bà con mình dòm tham khảo giùm em nha. Rồi cây sam siêu hoa, mã này là mã số 12B, giá 850 ngàn đồng. Giá này thì tụi em đã bao phí ship cho bà con mình rồi, về chỉ cần kiểm tra hàng thanh toán giúp em ha. Cây này là cây linh sam đa ưu điểm, hiện tại đang lên màu trắng phớt hồng nha bà con. Cây này có chiều cao tương đối là 37. Và hiện tại cây có thể lên hai màu là trắng tím ha. Lên màu trắng trước rồi ha. Nên em không dám đảm bảo là một hay hai màu nha. Quên đo tán ngang. Tán ngang là 40. Thân này em báo là 15. Tổng cũ 21. Mã số 13B. Giao lưu với bà con mình toàn quốc có giá 800 ngàn đồng ha. Hiện tại một ngày em có thể lên một clip nên bà con mình để ý giùm em nha, để tránh gửi sai cây chốt sai hàng ha. So với những clip trước nha. 14B. Tán ngang như thế này là 30. Linh sam siêu hoa. 43 là. Những dòng này bonsai thì người ta trưng ở quán cà phê hay là ở phòng khách đồ cũng rất là ok ha. Mình vừa chơi có thể giao lưu lại được luôn nha bà con. 16 là hoành thân tổng của cây. Linh sam siêu hoa 14B có giá 950 ngàn đồng ship đến tận nơi cho bà con mình. Nhận hàng được kiểm tra trước khi thanh toán ha. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449. Cây đao điểm mã số 15B. Cây này có chiều cao là 28. Ngang như thế này là 36. Hiện tại cây đang ôm dây kẽm nha. Có gì thì khi đi em sẽ ép tàn vô tí xíu để tránh gãy ha. Có dây kẽm nên xin nhánh cây nó sẽ rất là dẻo. Đây, quanh thân này em báo chuẩn xác với bà con mình ha. 16. Giá giao lưu là 700 ngàn đồng cho mã số 15B. Đa ưu điểm nha bà con. Cây 16B cũng là đa ưu điểm. Và hiện tại có thể lên hai màu trắng tím nha. Cây này có chiều cao là 32. Ngang như thế này là 40. Kích thước cao và hoành em đều đo chuẩn xác cho bà con mình nha. Có cái tàn ngang thì khi đi tụi em sẽ ép vô và tùy theo bà con mình về chỉnh sửa lại ha. Kích thước nó sẽ nhũn hơn tí xíu. 13 là hoành thân của cây. Phần cây này thì có đế ha. Đó, em giao lưu toàn quốc với bà con cây này với giá là 700 ngàn đồng, mã số 16B. 17B. Cây này cũng là đa ưu điểm ha. Cây này khá lực nha bà con. Cây này có chiều cao là 34. Tổng tán ngang như thế này là 43. Bà con mình mua hàng qua YouTube thì lưu ý nhớ mã số kích thước giùm em nha, để biết được độ lớn của cây khi mà mình nhận hàng ha. Toàn bộ em đều đo thông số công khai trên YouTube hết. Cũ 24, chỗ eo 18. Giá giao lưu cây này đến tận nơi cho bà con mình 850 ngàn đồng cho mã số 17B. Hỗ trợ phí ship đến tận nơi. Cây linh sam siêu hoa. Mã này là mã số 18B. Có cái tán ngang là 40 và cao là 25. Cây này thì dáng cũng khá là đẹp ha. Phần đế bà con mình về chỉnh sửa thêm nha. Em đo thân tại vị trí này thôi, sát quá em đo không được tại nó có ngoéo 15. Đó. Giá giao lưu cây này chỉ 800 ngàn đồng, mã số 18B. Giá em đã báo sát sát mùa dịch cho bà con mình dễ lựa chọn ha. Đây,
Đây là một cây hồng ngọc mai đế quái kết hợp với chậu nha, 19B. Em đo cây hồng ngọc mai này là 29 và chậu này là 31 chiều cao. Hồng ngọc mai này có cái tên gọi khác là sơ ri thái nha bà con. Có cái trái khi chín màu đỏ đỏ ha. Hiện tại cây đang lên hoa nha. Những cái này thì bà con mình nữa có thể uống chỉnh sửa bonsai thành cái dáng đổ xuống ha. Rất là đẹp. Bây giờ em đo cái cổ rễ tại đây đi ha. Chứ giờ 18. Giá giao lưu luôn cả chậu như thế này là 700.000 đồng 19B ha. Đó. Chậu này là chậu mới nha bà con. 700.000 đồng. Nguyên bộ như thế đó ha. 20B. Cũng là chậu kết hợp với cây hồng ngọc mai luôn. Em đo chiều dài của cái rễ cái cây này thôi nha. 20. Đó, bà con mình về chỉ cần tưới nước giữ ẩm phun phun lên thân giùm em ha. Đó, chậu thì cũng một cái kích thước như mới nãy thôi nha. Em đo lại cho bà con mình tham khảo ha. 33. Đó, giá giao lưu cũng là 700.000 đồng ship tới nơi ha. Ủa, cây này 600.000 nha. 20B 600.000 đồng. 21B. Đây cây hồng ngọc mai 550 ha. Em đo chiều dài cây nha. Dài ra đây là 22. Từ mặt chậu lên chiều cao. Đây em đo đây nha. 30. Tại đo phần bên đây thì nó sẽ cao hơn. Chậu này hàng mới giả cổ thôi ha, 550 cho mã số 21B gồm chậu và cả cây ha. Này cây nhỏ nhỏ nên bà con mình có thể trưng ở sân thượng hay là ở bất kỳ đâu, bàn phòng khách đâu cũng vẫn được ha. Đây đến với mã này 22B. Trang vàng lá nhỏ bonsai, rất là già cây và hiện tại cây đang lên hoa ha. Cây này có chiều cao là 45. Tổng tán như thế này là 69. Cốt cành cho ra khá lớn ha, vùng ngoài hay gọi là mũ đơn nha bà con. Và cây thuần chậu nên bà con mình sẽ dễ dàng chăm sóc hơn nha. Phần thân tại đây em báo với bà con mình chuẩn xác ha. Trên đây đi đo sẽ chính xác hơn. Nó dướng dướng cái nù 15. Còn củ đế thì lớn hơn nữa nha. Cây này thì chậu này cũng khá là lớn nên bà con mình về cứ để như vậy chăm sóc giùm em. Mã này là mã 22B. 2.300.000 đồng bao gồm cả chậu ha. Chậu này là chậu biên hòa mới nha bà con. Rồi đây cũng là cây mẫu đơn mã số 23B, giá là 2.200.000. Cây này bonsai nghệ thuật ha. Hiện tại cây đang xử lý cho ra hoa nha. Cây này có chiều cao tương đối 33. Đó, mịn hết trơn rồi ha, nguyên vàng tán mịn nha bà con. Ngang như thế này là 47. Phần thân này em báo chuẩn xác cho bà con mình ha. 14. Phần củ đế ở dưới đây khá lớn ha. Rồi giao lưu với bà con mình 2.200.000 bao gồm cả chậu mã số 23B. Nuôi được một cây như thế này rất là công phu nha bà con. Đến với những phần cuối clip thì em về những cái đôn chậu. 24B. Cặp đôn nha. Tất cả kích thước họa tiết đều giống nhau ha. Em đo chiều cao là 51. 50 đi nha bà con. 24B. Đôn chữ Y giả cổ ha. Đây, em đo cái mặt đôn cho bà con mình tham khảo. 31. Mặt đôn này bà con có thể dùng để làm trang trí cây kiển ha. Thả những cái cây mà dán đổ. Rồi, hai cái đều giống nhau nha. Cái này được cái là men của nó khá là dày. Rồi em giao lưu một cặp như thế này với bà con mình có giá là 2.000.000 đồng bao gồm phí ship toàn quốc. Và những mặt hàng gốm sứ này bà con mình cứ việc kiểm tra hàng thoải mái. Mã số 25B em về một cặp đôn voi nha. Đôn voi này cũng mới luôn ha bà con. Đó, tất cả họa tiết đều sắc nét hết. 41 là chiều cao. Chiều dài. Dài từ đầu tới đích là 53. Đó. Mã số 25B. Mặt đôn này là 17 nhân cho 19 ha. Cái này là 19, gần 19 nha.
Đó, dở dưới đít lên. Mặt hàng gốm sứ Biên Hòa mới được làm rất là sắc nét ha. Và hiện tại cặp này em giao lưu với bà con mình 1.600.000 đồng. Hai con cũng bao gồm phí ship. Mã 26B. Cái này là em giao lưu một cái chậu nha. Em đo kích thước chiều cao. Cao này là 25. Men này là men đắp tay ha. Mã 26B. Phủ bì là 50. Lọt lòng là 42. Độ sâu phía trong của nó là 23. Chậu này là chậu mới nha. Này là dính nước ha. Dạ đúng rồi. Nước ha. Mới nãy để cây kiển dính nước vậy hầu nó khô. 26B. Em giao lưu với bà con mình 850.000 đồng. Tất cả phí tụi em đã bao và bà con mình được kiểm tra hàng và thanh toán đúng số tiền thỏa thuận với shop thôi ha. Và số điện thoại của em là 0939700449 nha. Mã số 27B. Một bộ này là men xanh ngọc nha. Tam đa phước lộc thọ. Chiều cao của cái thứ nhất là 17. 27B. Đây một cái ở phía trong này ha. Đây là nứt, nứt do lỗi lò nha. Bình thường chỉ rạn ở phía trong thôi, còn phía ngoài thì không có gì hết. Đây đường chiều cao cái thứ hai là 13. Em đo đường kính cái thứ nhất nha là 40. Lọt lòng là 33. Đường kính cái thứ hai phủ bì 30. Lọt lòng là 25. Giao lưu hai cái như thế này với bà con mình có giá 750.000 đồng cho mã số 27B. Lên chỉnh lấy cái cân 5kg. Đây, những mẫu đầu đồng cuối clip của em ha. Em còn được 3 cặp lục bình. Giao lưu với bà con mình hôm nay giá hữu nghị luôn nha. Cái này có chiều cao là 25. Đó, cái này là phước lộc thọ nha. Cái này là đồng cũ nha bà con, không phải đồng xưa ha. Đây phía trong bà con mình dòm kỹ giùm em. Còn cái bên đây thì nó có dính ba vớ nha. Để em đo cái bụng cái mình mặt ấy. Cái miệng hả? Cái miệng. Cái miệng này là đường kính 8 phân. Còn cái bụng bình ha. Bụng bình là 35. Phía dưới nè bà con mình dòm kỹ giùm em. Đây là mộc của bãi Nhật nha. Đây em cân nặng luôn ha, toàn bộ. Nhiêu vậy? Đây là 6 đi, 2,6 kg đi. Là giá cặp này em giao lưu với bà con mình 2,2 triệu. Mã số 29B. Cũng là một cặp lục bình đầu đồng cũ ha. Em báo cũ chứ không báo xưa nha bà con. Chiều cao của nó là 25. Đó, một ô như thế này là một họa tiết khác nhau nha. Cặp lục bình này khá là đẹp ha. Đây, em đo cái này bụng 39. Còn miệng, kích thước miệng ha. Kích thước miệng như thế này em đo là 9 gần 10 phân nha. Đó, dòm kỹ giùm em ha. Còn phía trong nè. Đó. Dở đít lên. Đây. Đó ha. Con mình dòm kỹ ha. Rồi để em cân cho bà con mình coi nha. Một cái như thế này là 1,3 kg. Bây giờ tương đương hai cái thì em tính 2,5 kg cho bà con mình thôi. Đó. Giá giao lưu cặp này thì có giá là 2,4 triệu. Bao phí ship cho bà con mình tới nơi ha. Rồi, cặp lục bình mã số 30. Long phụng. Có chiều cao tương đối là 27. Đồ đồng cũ ha. Chạm khắc rất là sắc nét. Đó. Cái nào cũng có một cái bụng ha. Bụng này kích thước em đo 38. Rồi, miệng này em đo với bà con mình là 11. Đó, phía trong đi ha. Cặp này thì khá là sạch. Đó, để em đo cân nặng cho bà con mình tham khảo ha. Mã số 30 nha. Một cái như thế này là 1,3 kg. Hai cái là 2,6 kg ha. Bây giờ 1,3 kg hơn nên em tính 2,6 kg cho bà con mình. Giao lưu cặp này cũng là giá 2,4 triệu. Cũng bao gồm phí ship đến tận nơi ha.
Đồ đồng thì tất cả đồ khác thì bà con mình cứ việc kiểm tra. Đây là một cái mâm đồng, mã này là mã số 31, Long Lân Quy Phụng ha. Đường kính cái này là 60 nha. Chữ chính giữa này là chữ Phước. Và đây kết hợp Long Lân Quy Phụng, tứ linh ha. Đặt làm hay. Đây, em đo cái khung ở trong đây nha. Khung trong đây là 42. Đây, đồng này là em báo đồng cũ ha. Ở phía sau ha. Và những cái mâm này thì người ta cũng trang trí treo phong thủy trong gia đình may mắn thôi ha. Một cái như thế này em giao lưu với bà con mình là 1.300.000 đồng ship tới nơi. Đây là mâm quan công uống trà ha. Hoa văn in nổi, 111 là đường kính chuẩn của nó ha. Lọt lòng là 38 của cái khung hình nằm phía trong. Hoa văn in nổi rất là sắc nét nha. Trọng lượng của nó khoảng 1.2 kg đến 1.3 kg. Ở phía sau như thế này thì bà con mình có thể đánh bóng lại, chùi rửa ha. Rồi giao lưu một cái như thế này 1.000.000 đồng ship tới nơi. Mâm đồng thứ hai tam đa phước lộc thọ. Đây, đường kính chuẩn em báo là 51, hơn nhưng mà em tính 51 cho bà con mình thôi ha. Đó, kích thước đường kính em đều đo rất là sắc, rất là kỹ nha, nên không có sai lệch ha. Đây, phía sau ha. Đó. Rồi như thế này một cái em giao lưu với bà con chỉ 1.000.000 đồng thôi nha. Đây, những họa tiết đều rất là in nổi rất là đẹp. 51 đường kính ha, lọt lòng em đo lại cho bà con mình là 38. Và cân nặng thì khoảng 1.2 kg đến 1.3 kg. Đây, bà con mình dòng kỹ. Và lấy số lượng thì bên em có thể giảm giá cho bà con mình nha. Đây, phía sau ha. Treo tường lên rất là đẹp, tạo nên cái nét cổ điển cho ngôi nhà của mình ha. 1.000.000 đồng giao lưu. Mâm đồng quê miền Nam Bộ. Đây, đường kính chuẩn báo lại cho bà con mình mới vô coi thì là 51. Ở phía trong này là 38. Đó, mâm đồng quê này ha, bà con mình treo lên nhà ha, rất là đẹp luôn. Giờ cũng... Rồi, đây là một cái tác phẩm cuối clip mâm đồng quê miền Nam Bộ ha. Đường kính là 51, lọt lòng là 38. Đó, phía sau đây là một cái móc treo tường ha. Treo lên thì tạo nên cái nét cổ điển cho ngôi nhà của mình nha. Và đây là tác phẩm cuối clip em giao lưu với bà con mình giá 1.000.000 đồng ship tới nơi. Và em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các bà con mình trên toàn quốc đã luôn ủng hộ shop em trong thời gian vừa qua. Và xin hẹn lại những clip tới trên kênh LTK Bonsai. Xin chân thành cảm ơn.